Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Thưa quý vị, tình trạng các xe khách đường dài không chỉ chở khách và hành lý kèm theo của khách hàng mà còn chở thêm xe gắn máy đang khiến nhiều hành khách đi trên các xe này cảm thấy bất an. Trên thực tế, hầu hết các hãng xe khách đều tận dụng hầm xe để chở xe máy với mục đích kiếm thêm trong dịp Tết. Nhưng tình trạng này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ gây nguy hiểm tới tính mạng con người. Cụ thể về vấn đề này như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Tiêu điểm nóng ngày hôm nay. Ghi nhận tại một bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày cận Tết, trong vai khách hàng cần gửi xe máy về tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi được một hãng xe này chào giá 600.000 đồng một chiếc cho xe số và 700.000 đồng một chiếc cho xe tay ga. Mức giá này tương đương với vé vận chuyển hành khách trong dịp Tết theo giá niêm yết. Gửi xe máy ra đó một chiếc bao nhiêu anh? 700 xe số thôi, xe số 600. Gửi là mình cũng bọc rồi này kia vậy hả? Là tính tiền bọc đi. Thậm chí sau khi khách chạy xe thẳng tới địa điểm đậu xe, nhân viên nhà xe nhanh chóng tháo bánh trước, kính chiếu hậu và bao bọc xe tránh trầy xước rồi đưa thẳng vào khoang chứa hành lý mà không cần ràng buộc. Thậm chí quan sát từ đầu tới cuối cũng không thấy nhân viên nào rút xăng ra trước khi đưa lên xe. Đáng ngạc nhiên, dù biết xe máy là mặt hàng vận chuyển dễ cháy nổ, nhưng nhân viên nhà xe vẫn xếp xen kẽ xe máy và các thùng đồ bằng giấy, ni lông ở cạnh nhau để giữ cho xe máy dễ đứng hơn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ vô cùng nguy hiểm. Vận chuyển xe máy bằng xe khách thì phải đổ hết xăng đó ra ngoài. Đây là một cái nguyên tắc. Việc rút xăng trên xe máy của người gửi trước khi chuyển lên phương tiện vận tải thì đây là một cái yêu cầu bắt buộc của pháp luật để nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ trong quá trình di chuyển của cái xe hành khách đó. Bởi vì trên xe hành khách đã chở rất là nhiều người. Mà nếu có xăng trên xe đó, thì chẳng may mà xảy ra sự cố rò rỉ thôi, hoặc là va đập, thì nó khiến xe đó bị cháy. Và thậm chí là nó phát nổ, nó làm nguy hiểm đến cái hành khách. Theo khoản 1, 2, điều 3, Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định. Xe khách không được vận chuyển loại hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển, có khả năng nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có rất nhiều người lựa chọn xe khách dùng làm phương tiện vận chuyển xe máy vì sự tiện lợi của nó. Thậm chí để đáp ứng nhu cầu vận chuyển xe máy tăng cao của người dân dịp Tết, nhiều nhà xe vì muốn chở được nhiều hàng hơn nên đã tác động thay đổi kết cấu hầm xe. Nói một cách bình dân là độ lại hầm xe. Thông số kỹ thuật đã quy định rõ trọng lượng, nếu chở hơn rất dễ xảy ra sự cố cháy nổ. Cái hành vi mà vận chuyển hàng hóa sai quy định đó, thì chính phủ đã ban hành cái Nghị định 46 ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định về xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Thì trong đó có một cái hành vi mà xử phạt đó là vận chuyển hàng nguy hiểm, hàng độc hại, dễ cháy nổ và động vật hàng hóa khác mà có ảnh hưởng đến sức khỏe trên xe chở hành khách đó, thì sẽ phạt từ 3 triệu cho đến 5 triệu đồng. Cái lời khuyên của tôi là nếu mà được thì chúng ta nên di chuyển bằng xe lửa. Bởi vì xe lửa họ có những cái toa chuyên dụng để họ vận chuyển các cái phương tiện gắn máy. Còn đối với xe chở khách thì rõ ràng chúng ta thấy với thiết kế hiện nay thì chúng ta không nên, và nhà xe cũng đừng vì cái lợi ích mà làm cái việc đó, nó ảnh hưởng đến cái nguy hiểm cho cái an toàn cho toàn bộ cái xe cũng như hành khách đi trên xe. Trong khi vận chuyển xe máy bằng xe khách tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ và nguy hiểm đến tính mạng, thì người dân cũng có nhiều sự lựa chọn phương tiện vận chuyển khác như tàu hỏa hoặc xe tải vì chúng vừa an toàn và chi phí cũng hợp lý hơn so với việc vận chuyển xe máy bằng xe khách. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng ở các địa phương cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ, đặc biệt là xăng dầu và hóa chất, cần xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật để tránh nguy cơ gây mất an toàn giao thông và gây cháy nổ ảnh hưởng tới tính mạng con người. Có thể thấy, việc vận chuyển xe máy bằng xe khách tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và an toàn cháy nổ. Chính vì vậy, người dân có nhu cầu gửi vận chuyển xe máy đi xa hoặc về quê ăn Tết cần hết sức lưu ý những vấn đề trên để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh.
Đến đây thì chuyên mục tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.